Cách bảo quản chuối chín trong tủ lạnh đơn giản, dễ thực hiện. Trong quả chuối có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng thời gian bảo quản của loại quả này lại khá ngắn. Do đó, bạn có thể bảo quản chuối trong tủ lạnh để đảm bảo chúng luôn tươi ngon. Hãy cùng mẹo vặt cuộc sống xem ngay cách bảo quản chuối chín trong tủ lạnh đơn giản, dễ thực hiện nhé. Số 1, có nên bảo quản chuối chín trong tủ lạnh? Đây là một câu hỏi được nhiều người dùng quan tâm, thực tế, các bạn có thể bảo quản chuối trong tủ lạnh với điều kiện bạn phải đảm bảo thực hiện đúng cách. Như vậy, chuối sẽ được bảo quản được lâu hơn, giúp bạn có thể đảm bảo được lượng chất dinh dưỡng có trong quả, bảo vệ sức khỏe cho bạn và cả gia đình. Số 2, mẹo chọn mua chuối chín tươi ngon. Nên chọn, nên chọn những quả có đốm đen nhỏ, chọn nải chuối có quả xanh quả vàng, vỏ chuối nhăn, da màu vàng có chấm hồng, chọn chuối trái vừa tay, không quá lớn. Không nên, bạn không chọn chuối chín bóng mướt, vàng ươm, không tì vết. Nếu chuối có quả vàng, ruộm đẹp mắt mà cúng và đầu ngọn còn xanh là chuối chín ép. Chuối chín đều cả nải vì được ủ thuốc. Chuối mua về không có dấu hiệu teo tóp, mất nước do đã được áo hóa chất. Chuối có vỏ dày, vàng, cuốn sống. Hơi cứng. Số 3, cách bảo quản chuối chín trong tủ lạnh. Cách bảo quản chuối chín trong ngăn mát tủ lạnh bằng túi zip, cách này sẽ giúp chuối không bị thâm đen vỏ và khô quả. Bạn thực hiện theo các bước như sau. Bước 1, bạn cho chuối vào túi zip túi dùng để bảo quản trái cây, thực phẩm và xếp ngay ngắn rồi kéo khóa. Bước 2, Tiếp theo bạn bỏ những túi díp có chứa chuối vào ngăn tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 2 đến 3 độ C. Cách bảo quản chuối chín trong ngăn mát tủ lạnh bằng màng bọc thực phẩm. Bạn có thể sử dụng màng bọc thực phẩm bao quanh quả chuối hoặc bọc ở trên cuốn chuối thật chặt rồi cất vào trong tủ lạnh. Biện pháp này sẽ giúp chuối không bị ruột, gãy khi quá chín. Cách bảo quản chuối chín trong tủ lạnh ở ngăn đá không bị thâm. Cách này sẽ giúp bạn bảo quản chuối lâu hơn, không bị hỏng và vẫn giữ nguyên vẹn hương vị và chất dinh dưỡng của thực phẩm. Tùy vào mục đích sử dụng chuối sau này của bạn mà bạn có thể để chuối nguyên vỏ hay đã lột vỏ. Đối với chuối nguyên vỏ, bạn xếp chuối vào túi zip gọn gàng và cho vào ngăn đông, việc này có thể giữ chuối được khoảng 3 đến 4 tháng. Vỏ chuối có thể chuyển sang màu đen khi bạn bảo quản trong ngăn đá nhưng vẫn đảm bảo phần thịt chuối bên trong vẫn ổn và không có vấn đề. Đối với chuối lột vỏ, ngoài cách để chuối trong túi zip, bạn có thể xếp chúng lên khay, trên khay được lót một lớp giấy nến và để khay vào ngăn đông lạnh, bạn nên xếp chúng có khoảng cách xa nhau một chút giúp chúng không bị dính vào nhau khi đông, cách này bạn có thể giữ được khoảng 2 tháng. Cách bảo quản chuối luộc trong tủ lạnh, bạn chỉ cần cho chuối đã luộc chín vào tủ Đối với cách này, bạn sẽ sử dụng từ 2 đến 3 ngày. Việc cho chuối luộc vào tủ lạnh sẽ khiến chuối trở nên dẻo và ngon hơn. Nếu ăn không hết, bạn hãy để trong túi giết cho vào ngăn đá tủ lạnh. Khi nào cần ăn, bạn chỉ việc mang ra và rã đông là có thể sử dụng ngay. Số 4. Một số lưu ý khi bảo quản chuối chín trong tủ lạnh. Khi bảo quản chuối trong tủ lạnh. Bạn cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo chuối luôn thơm ngon, đầy đủ chất dưỡng và bảo đảm sức khỏe. Bạn không nên bỏ chuối trực tiếp vào tủ mà không bọc gì, vì nhiệt độ của tủ sẽ làm chuối chín và nhanh thâm vỏ. Không để chuối còn xanh trong tủ vì sẽ làm chuối bị thâm vỏ, ruột quả không thể chín. Trước khi cho vào tủ, bạn có thể nhúng chuối hay rắc đều nước chanh tươi lên vỏ chuối sẽ giúp vỏ chuối không bị thâm. Khi cho vào tủ, bạn không nên đặt chuối chín cạnh những hoa quả khác, vì khí ethylene của quả chín sẽ làm chuối chín nhanh chóng và quả đó sẽ héo đi. Nếu bạn để chuối bên ngoài, nên để nơi thoáng mát, khô ráo hoặc treo chuối lên. Số 5, gợi ý một số món ăn làm từ chuối chín khi không ăn kịp. Khi chuối chín nhanh, bạn ăn không kịp thì có thể chế biến một số món ăn như sau. Kem chuối một món ăn quen thuộc được rất nhiều trẻ em yêu thích khi thời tiết nóng nực và cũng rất bổ dưỡng. Món ăn rất đơn giản, bạn chỉ cần ép chuối hoặc thái chuối ra thành từng lát mỏng, sau đó đổ nước cốt dừa đã được nấu chín, rắc ít đậu phộng lên và cho vào tủ lạnh, bạn chỉ cần đợi khoảng 8 đến 12 tiếng là đã có thể dùng ngay. Chuối phơi trên sấy khô Món này bạn có thể bảo quản lâu đến 2 đến 3 tháng và được nhiều tín đồ ăn vặt yêu thích. Bạn chỉ cần lột vỏ, dùng dao ép hoặc cắt chuối ra làm đôi sau đó ép. Tiếp theo bạn xếp chúng vào mâm, phơi từ 2 đến 3 ngày là có thể ăn. Chuối khô có độ dẻo, ngọt vừa phải. Chuối chiên trên rán, một món ăn vặt được rất nhiều bạn trẻ săn đón. Bạn chỉ cần chuẩn bị bột chiên giòn. Kế tiếp lột vỏ chuối và ép. Sau đó cho chuối vào bột và cho vào chảo dầu, chỉ cần 5 phút là bạn đã có món chuối chiên hấp dẫn rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.